anh chị và các bạn, với kênh Minh Chơn mình đây, học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục mình ốp gạch nữa nha cô chú anh chị. Thì đang nguyên một căn phòng nè, chưa ốp nè, mình cũng mới vệ sinh và tưới nước xong nha. Thì muốn dán cái tượng này thì phải tưới nước rồi mình mới cho cô đoạn ở trong rồi mình dán gạch cho nó dễ nha cô chú anh chị bạn. Đó, thì đây là cái tượng mình đã tường cũ tô rồi ghép lại thẳng xong rồi mình bây giờ mình sẽ dán ốp gạch lên nha. Mời cô chú anh chị và bạn xem cái công việc hàng ngày mình làm nha. Thank you.
Oh.